là gia đình luôn đi du lịch một cách ngẫu hứng. Cả nhà đang hào hứng chuẩn bị mọi thứ, John cũng vừa tậu một chiếc xe hơi thông minh nhìn vô cùng hoành tráng. Vì muốn thử tốc độ của xe nên vừa lên xe anh liền để luôn tốc độ 130. Nhưng không ai ngờ được, mới xuất phát chưa được bao xa, thiết bị phía sau xe đã hiện lên màu đỏ, hệ thống chức năng âm thanh cũng lên tới 130. Lúc này John vô cùng hoang mang, luống cuống chưa định hình được phải làm thế nào. Thế nhưng bố anh là người đã từng trải, ông hướng dẫn con trai đạp phanh xuống mức thấp nhất. Kết quả vừa đạp, vận tốc không những giảm đi mà còn lên đến 140. Người bố thấy thế lại kêu John đạp ga liên tiếp, anh nghe lời bố liền đạp liền 3 phát. Thế nhưng chuyện không tưởng đã xảy ra, vận tốc bỗng lên đến 160. Chiếc xe lao trên đường với vận tốc không tưởng. Lúc này David đang mở cửa chiếc xe vàng của mình thì bỗng nhiên xe của John đi qua, kết quả làm vỡ tan tành chiếc cửa xe của anh. David vẫn hoang mang không biết vừa xảy ra chuyện gì. Một lúc sau bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng cẩn thận sửa lại. Thế nhưng cuộc sống không như là mơ, bang, vậy là cửa xe đã trực tiếp rơi xuống. Người đàn ông tức giận liền để cánh cửa vào ghế sau, sau đó nhanh chóng đuổi theo sau. Đang lúc điên tiết sôi máu, người mẹ lại gọi điện đến bảo anh về ăn cơm. Nhưng bây giờ anh ấy làm gì có tâm trạng mà nuốt cơm cơ chứ. David liền nói với người mẹ, thù này không trả được, con không phải là con trai mẹ. Sau đó vứt điện thoại sang một bên, vặn to âm lượng để tự cổ vũ tinh thần mình cố gắng đuổi theo. Nhưng với vận tốc khủng khiếp kia, khó lòng có thể đuổi kịp được. John vẫn không thể kiểm soát được chiếc xe. Cuối cùng người bố già phải ra tay. Ông ấy nhìn xuống dưới kiểm tra các đường dây trên xe, không cần biết là dây nào, ông ấy cũng rút ra xem thử. Lúc này cảnh sát cũng nhanh chóng đuổi theo sau. John không ngừng hét lớn cứu mạng, thế nhưng anh chàng cảnh sát không hề nghe rõ. May mắn bọn họ vẫn còn một tờ bản đồ. Anna lấy nó ra, sau đó tiện tay lấy ít máu trên mũi của người bên cạnh, phát ra tín hiệu kêu cứu. Sợ rằng cảnh sát không nhìn rõ, cô gái liền thẳng tay vứt nó về phía sau. Thế nhưng vì gió quá to, tờ giấy ra tín hiệu bỗng bay thẳng vào mặt anh cảnh sát. Khó khăn lắm mới vứt được ra. Kết quả tờ giấy định mệnh này lại bay vào chiếc xe hơi màu vàng. Cay đắng không để đâu cho hết, David đành ngậm ngùi xuống xe, vứt cái thứ dở hơi này ra khỏi xe mình. Sau đó lại tiếp tục hành trình đuổi theo, mang theo một sự phẫn nộ tột cùng, cùng quyết tâm phục thù. Chiếc xe hiện đại mà hại điên này, một lần nhấn ga liền lên đến 160. Lúc này bọn họ đã sắp đi tới trạm thu phí, thế nhưng không thể nào giảm được vận tốc nhỏ xuống. May mắn người cảnh sát đã kịp thời gọi điện cho tổ thu phí, để bọn họ chuẩn bị tinh thần. Phương hướng đã mất, không còn cách nào. Chiếc xe của John đâm thẳng vào đường phân cách, nhưng may mắn không xảy ra vấn đề gì về tính mạng. Phía trước có hai người cảnh sát xuất hiện. Lúc này John muốn dùng cần gạt nước để nhìn rõ, thế nhưng không ngờ toang, vậy là cái cần gạt cũng nát tươm, mà nước ở đâu cứ không ngừng dâng lên, khiến John khóc một dòng sông trong lòng. Trong lúc cấp bách, John liền thò đầu ra ngoài gọi với. Người bố già cũng không đành lòng ngồi đợi chết, vì vậy liền trèo lên phía trên, lấy khăn lau sạch gương kính phía trước, khiến chiếc gương lại bóng loáng như ban đầu. Lúc này có một khách hàng của John gọi điện đến nhờ tư vấn. Ông ta nói hai mắt và môi của vợ mình đều sưng phù lên, trông không khác gì bị ong đốt. Nghe vậy John liền nói, như vậy mới hấp dẫn. Sau đó liền tắt ngay điện thoại, bởi vì người bố già